Ôi trời ơi, xe em Hùng nó lún nửa nửa xe luôn. Ôi em Hùng không biết, em Hùng lỡ vô luôn rồi. Chết rồi. Trời ơi. Trời ơi nước em. À, vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh Nhà đất Nha Trang review những nơi ngập lụt ở thành phố Nha Trang vào mùa mưa bão phần 3. Thì hôm nay em Hùng sẽ dẫn cả nhà mình đi qua bên xã Vĩnh Phương nha. Dạ, xã Vĩnh Phương là một xã nối liền với lại các xã ở Nha Trang bằng một cây cầu Vĩnh Phương. Thì chúng ta sẽ đi đường Lương Định Cửu để mà cua qua. Dạ, trước mặt mình đó chính là cái cây cầu Vĩnh Phương nè. Khu vực này thì sông Cái sẽ đổ qua trực tiếp cầu này nên là thấy nước rất là dữ luôn nha cả nhà. Dạ. Đây chúng ta bắt đầu đi lên cầu đây. Ngày hôm qua giờ là em Hùng coi trên TV là nước ở đây rất là mạnh, chảy rất là xiết. Em Hùng sẽ quay cho cả nhà mình dễ xem thử nha. Đây là cái cầu Vĩnh Phương nè. Đó, qua bên kia chính là cầu. Wow, cả nhà mình xem đây. Em thấy dữ không? Ở mặt bên này là nước sông Cái cũng khá là cao. Thấy nước thì hung nhưng mà những hộ dân phía dưới này là không hề bị gì luôn nha cô chú anh chị. Vậy khu vực dưới này thì bờ kè rất là cao nè nên không bị ngập nước gì hết. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Để em Hùng cua xuống để cho anh chị mình xem nha. Em Hùng cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị để theo dõi kênh Nhà đất Nha Trang của em Hùng trong suốt một thời gian qua. Nếu như cả nhà xem video thấy hay, hãy cho em Hùng xin một like để ủng hộ tinh thần cho em Hùng nha. Dạ, em Hùng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đấy. Nhìn thấy nước thì rất là dữ nhưng mà đường xá thì rất là sạch sẽ, không hề bị gì hết. Wow. Kinh. Đây các nhà mình xem lượng nước kinh khủng luôn, nhìn rất là mạnh. Đó, đây là cầu Vĩnh Phương nè, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà ở trên đây thì khu vực đây thì rất là đẹp, đường xá đây là không bị hết tại vì kè rất là cao luôn nha cô chú anh chị. Các nhà mình xem kè đó, khu vực kè nè. Thì bên đây là thôn Đông nha, đây là thôn Đông của xã Vĩnh Phương. Những người dân ở đây là không hề gì hết, không bị ngập nước gì hết. Nhưng mà nhìn cái nước ở sông Cái này phải nói là rất là sợ luôn, nước rất lớn. Tất cả những cái nước ở đây sông Cái này sẽ đổ hết ra ngoài biển. Thì đi ngang qua các xã Vĩnh Ngọc giống như khi nãy em Hùng có review về phần 1 của xã Vĩnh Ngọc đó cô chú chị. Rồi em Hùng sẽ đi tiếp nha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển vào từng thôn. Ở khu vực mà em Hùng đang đi là thôn Đông. Đây là thôn Đông của xã Vĩnh Phương. Thì ở đây thì em Hùng nghĩ là chỉ có thôn Trung với lại thôn Tây là thấp thôi. Còn thôn Đông với lại thôn bên mặt bên phải của em Hùng thì rất là tuyệt vời. Đây là trục đường chính. Trục đường chính mà khi chúng ta qua cầu Vĩnh Phương á. Em Hùng dẫn cái nhà mình đi qua thôn Trung trước nha. Đây, khi qua cầu Vĩnh Phương á, bên tay trái của mình đó chính là cái hướng để mà đi qua thôn Trung. Còn bên tay phải là hướng đi qua thôn Xuân Phong. Rồi em Hùng dẫn mình đi qua thôn Trung trước nha. Để coi thử thôn Trung có bị ngập lụt hay không. Vì thôn Trung là cũng là dọc theo sông Cái. Thôn Trung này là hướng này là mình sẽ đi thẳng thông qua xã Dương Phú được luôn. Rồi trục đường chính của thôn Trung thì rất là đẹp, không bị gì hết, gần như là không bị gì hết. Đó. Tất cả hai bên là người dân là vẫn là sinh hoạt rất là bình thường, thật là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như
nước lớn á, nước mà nước gọi là khi mà sẽ đập mà sẽ nhiều á thì khả năng là thôn chung cũng có bị ảnh hưởng nha cả nhà, nhưng mà không có nhiều, không có nặng lắm đâu. Giống như ở phần 2 á, em Phục đi quay á, thì ở bên xã Vĩnh Thạnh á, thì có ngập úng ở một vài nơi, chứ còn bên đây thì khả năng ít. Em Phục dẫn mình đi thôn chung băng qua thôn Tây luôn. Đấy. Đấy, ở phía trước này thì có ngập chút xíu nè, gọi là nước mưa động nè. Wow, em không thấy là trước mặt mình là một cánh đồng là nước không rồi đấy. Mênh mông là biển nước luôn. À, đây là khu vực thôn Trung nè, nhà Yến nè, đây là khu phân lô ngày xưa rất là nhiều. Wow, một cánh đồng nước mênh mông luôn cả nhà ơi. Quá trời trời nước luôn. Nhưng mà trên đường thì không sao. À, nếu như cái nhà mình đi thẳng á, là mình sẽ đi thông lên lại xã Dương Phú nè. Nhưng mà em Hùng sẽ rẽ qua bên tay phải, em Hùng dẫn mình đi về hướng thôn Tây thôi nha. Đây là hướng để chúng ta đi thẳng qua thôn Tây luôn. Ồ, em còn thấy có người đi bắt cá đánh lưới luôn, chuồng chạy ruộng nước. Ở xe kia là thấy có mấy anh là mang lưới ra đánh lưới luôn cô chú anh chị. Ủa đi đâu chúng ta? Ồ, chỗ này là nước cao như cả nhà. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi, xe Hùng nó lún nửa nửa xe luôn. Ôi em Hùng không biết, em Hùng lỡ vô luôn rồi, chết rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, trời ơi nước kìa, trời ơi nước keo kìa. Wow em Hùng sợ quá, trời ơi lỡ mà chết mấy một cái này chết luôn. Rồi, bây giờ nếu mình cua bên tay trái là mình cũng đi về lại Diên Phú được nè. Em Hùng cua bên tay phải nha. Trời ơi, em Hùng hết hồn luôn. Trời ơi, thấy không, anh kia ông chạy trước á, em Hùng không biết, tưởng nước nó thấp, chạy vô nửa xe luôn. Chết máy một phát là thôi về chắc em Hùng sẽ hết nhớt luôn. Rồi, mình sẽ đi thẳng nha. Ok, hướng này bị lục nữa hả? Cua này thử rồi. Đây là khu vực thôn Tây. Thôn Tây thì cũng cũng tương đối là thấp, không bị lục. Anh ơi đường nó đi được không anh? Dạ em cảm ơn anh. Rồi em đi thử luôn nha, khu vực này cũng bị ngập nước nhưng mà quá tuyệt vời luôn. Ê, tí 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 con tí 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 thẻ ra tí chú, rồi để chú quay cho thẻ đi. Tí, tí chú. Các em nhỏ thấy nước vui quá là các em nhỏ lội lục luôn cả nhà ơi. Đấy, rồi đây là khu vực thôn Tây nè, cũng đường xá thì cũng rất là tuyệt vời luôn, chỉ có một chút xíu đoạn đó là có nước thôi, chứ còn ngồi ra lại không thấy là đường này là đường không ổn. Wow, đây là đống bèo mà nằm ở trên đường như thế này là hiện tượng của nước đưa lên hay là sao ta? Đây khu vực này bị ngập nè cả nhà. Đường xé thì đang rất là đẹp. Mình tiếp tục mình đi dòng ra thôn Tây này thì em Hùng sẽ dẫn cái nhà mình đi ra hướng chợ Bình Phương luôn. Trên này là quá là tuyệt vời luôn, đường xe rất đẹp. Không có dấu hiệu
rất là đáng mừng. Đấy. Rồi. À, bây giờ mình sẽ rẽ qua bên tay phải nha. Để mình tay phải để mình đi ra hướng chợ luôn. Thì cơ bản là thôn Tây là em Hùng thấy là không có dấu hiệu gì về nước quá là lớn. Gió quá trời luôn. Đây là cánh đồng ruộng lúa ở Bình Phương cả nhà. Khu vực Bình Phương thì chỉ còn ở khu vực này là ruộng lúa rất là nhiều luôn. Là thôn Tây, xã Bình Phương. Bởi vì em Hùng đang đi quay ở ngoài trời, với lại em Hùng cũng không có dùng mic đó, nên nhiều khi là có những cái tiếng tạp âm, thì cũng mong quý anh chị thông cảm. Bởi vì do em Hùng đi quay ở ngoài trời, sợ nhiều khi trời mưa đột xuất, nếu mà em Hùng dùng mic đó, thì sẽ bị hư cái mic, nên em Hùng sẽ dùng trực tiếp vào máy ghi âm luôn, máy quay phim luôn. Thì ngay đây mình, nếu như chúng ta mà rẽ qua bên tay trái nè, là mình sẽ đi ra lại quốc lộ 1A. Theo hướng bên này nè, mình sẽ đi ra lại quốc lộ 1A nha. Em Hùng sẽ rẽ qua bên tay phải để đi về lại chợ Bình Phương, cũng như là dẫn anh chị mình đi qua thôn Đông với lại thôn Xuân Phong để coi thử là tất cả các thôn ở Bình Phương có bị ảnh hưởng ngập lụt nặng hay không. Đây là khu vực chợ trung tâm của xã Bình Phương của chỗ này. Đây khu vực chợ này, chợ Bình Phương. Chợ này mua bán cũng khá là sầm uất, mà đi chợ như này rẻ lắm cô chú chị à. Rau á, mình đi chợ mua 10 ngàn hoặc là 15 ngàn thôi là rau tuyệt vời luôn. Giờ mình cua qua thôn Xuân Phú trước đi nha. Đây, em một cua qua thôn Xuân Phú nè. Thôn Xuân Phú là thôn cũng khá là mắc tiền á, nếu mà tính về giá trị bất động sản á, thì thôn Xuân Phú á, bởi vì là thôn trung tâm, ngay chợ, ngay ủy ban, rồi trường học á, nên là khá là giá khá là cao. Đường xá đẹp, rồi đường xá rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, không hề có dấu hiệu gì luôn, Bình Phương tuyệt vời. Mặc dù á, xã Bình Phương là một xã nằm bị ngược. Bởi vì nếu mà để mà đi vào Nha Trang thì phải đi ngang qua cái cầu Vĩnh Phương đó. Nhưng mà cả nhà mình thấy không, nãy giờ trong xuyên suốt video mà em một quay thì gần như là cái tỷ lệ ngập nước gần như là rất là thấp, và đó là một điều tuyệt vời. Chẳng qua là bị ngược đường thôi, vì nếu như mà ở từ ngay xã Vĩnh Phương này mà mình di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang thì sẽ dao động khoảng tầm 6 cây số cho đến 6,5 cây số. Đây, ở kia là có một cái đám ma, em Hùng xin tắt cái video xíu nha. Dạ rồi, em Hùng tiếp tục đi đây. Chỗ này thấy có chút xíu nước, nhưng mà không sao, để em Hùng đi thử luôn. Không sao, nước mưa, nước mưa bị đọng lại. Đấy, đường xá đường nào cũng bê tông hết, rất tuyệt vời. Rồi sau này nếu như mà quý anh chị mà có nhu cầu mua nhà và đất ở Vĩnh Phương này thì tuyệt vời luôn. Anh chị nếu mua thì anh chị nên mua ở bên thôn Xuân Phú với lại Xuân Đông đi, giá trị có thể cao hơn một chút, mắc hơn một chút, nhưng mà ở cũng khá là hay. Sẽ mặt bên này thì cũng có nước nhưng mà không nhiều. Qua này em không thấy là đa phần là cái phía bên Xuân Đông này là phía giáp với sông Cái nha cô chú anh chị. Dạ, khu vực này giáp với sông Cái nên nếu như nước sông có lên thì ở khu vực bên này cũng ảnh hưởng chút xíu nè. Em không đi vào trong thử nha. Chỗ này cũng có nước nè, nhưng mà nước trên đường đi thôi. Nhà cửa xe ô tô là vẫn rất bình thường, không có gì. Đây là thôn Xuân Phong,
Hồi nãy em hùng khu ghi là thôn Xuân Phú, đây là thôn Xuân Phong. Không đi vào trong luôn. Wow. Vậy là tính ra Vĩnh Phương trong mùa mưa bão là trên cả tuyệt vời. Cả ngày bình thường thì đi làm thì nó hơi xe chút, nếu như anh chị ở đây thì đi làm nó hơi xe so với các xã khác thì xã Vĩnh Phương là xe, như là Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh nó thì gần. Đây một đang đi sâu lên phía sông cái luôn, đây gần cuối đường rồi. À, cuối đường rồi. Thôn Xuân Phong sẽ Vĩnh Phương. À, nhà cửa đây là toàn nhà đẹp không nha cô chú anh chị, toàn nhà đẹp không đó. Có khu vực bên này thì em không nghĩ là nước sông lên là khả năng là sẽ bị nè, đường này là sẽ bị ngập nước nè, nên là có dấu hiệu của bùng sình của nước sông lên đó. Đây đây là một cái eo, một cái cồn. Nhưng mà chung quy thì cho tới lúc này thì ở xã Vĩnh Phương khá là tuyệt vời, và nói là như vậy, khá là tuyệt vời. Ở đường thì cũng có chỗ có nước nhưng mà không đến nỗi là nặng quá. Nhà trên này, nhà này nhà nấy, đất rộng làm vườn quá trời thích luôn, trồng cây mai rồi quá trời thích luôn. Đường này là sẽ dẫn chúng ta đi ra lại cái trục đường chính luôn. Trời lại bắt đầu mưa. Quý anh chị nếu như xem video cảm thấy hay hãy cho em Hùng xin một like nha. Dạ em Hùng xin chân thành cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Cho em Hùng xin một like để em Hùng có thêm tinh thần, có thêm động lực. Wow, một cái biệt thự. Wow, quá đẹp. Những cái thước phim như thế này là em Hùng mong muốn quay để truyền tải đến cho tất cả quý anh chị khi có ý định đầu tư ở Nha Trang, nhất là ở các xã vùng ven, để cho mình sẽ hình dung được hơn là khu vực này vào mùa mưa bão sẽ như thế nào, để không phải băn khoăn và có những quyết định để đầu tư một cách tuyệt vời nhất. Đây là một đang đi ở xã Vĩnh Phương. Đây là sông sông cái này. Chỗ này là chỗ lúc nãy mà đoạn đầu video em Hùng có quay nè, sông cái ở phía dưới cầu Vĩnh Phương. Các anh ngồi ở đây làm cà phê nó rất là đẹp luôn, trời cái view cà phê đấy. Trên kia là hướng cầu Vĩnh Phương nha cả nhà. Như vậy là em Hùng đã đi gần như là đủ hết khu vực xã Vĩnh Phương rồi. Dạ và em Hùng cũng xin kết thúc video ngay tại đây. Mến chúc cho tất cả quý anh chị xem video vui vẻ, nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của em để có thể cập nhật được những bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa khi em Hùng đi quay review như thế này nha. Em Hùng xin chân thành cảm ơn và em Hùng xin kết thúc phần 3 ngay tại đây.